Một đêm nhạc đầy tiếng cười với những bí mật lần đầu được bật mí. Anh ơi, viết cho em một bài gửi chồng cổ. Gửi chồng cổ. Một thập niên với những ký ức, cột mốc được kể lại bằng âm nhạc. Nếu như không mạnh mẽ, em biết phải thế nào. Những sân khấu biểu diễn được dàn dựng ấn tượng và đầy tính thử thách. Mình tính ở giữa con sóng, khó ngăn sẽ không khóc, mà nước mắt cứ vô thức rơi tràn bờ mi anh. Điều bất ngờ thú vị nào sẽ xảy ra? Chúng ta cùng khám phá ngay sau đây! Xin chào quý vị, tôi là Nguyên Khang. Chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với Sắc Màu Thời Gian The Cover Show. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta được phát sóng vào mỗi tối thứ tư hàng tuần lúc 20:30 trên kênh VTV3 của Đài Truyền Việt Nam. Thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền Việt Nam thực hiện với chương trình Sắc Màu Thời Gian. Chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại những ca khúc đã gắn bó với rất là nhiều thanh xuân của mỗi người. Nhưng lần này sẽ là những bản hòa âm đặc sắc hơn, mới hơn, khác biệt hơn. Để chúng ta bằng một cách nào đó, người trẻ sẽ tiếp cận lại với những ca khúc họ đã từng yêu mến với thanh xuân của mình. Hoặc thậm chí là họ chưa từng nghe nhưng lần đầu chạm ngõ đã yêu thích. Còn đối với những người mà cả quá khứ, cả tuổi xuân của họ, cả quãng thời gian của mình đã nghe ca khúc này, thì lần này sẽ được nghe một cái bản phối mới để đâu đó họ sẽ thấy được dòng chảy của thời gian đã làm cho ca khúc này trở nên khác biệt như thế nào. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai người nhạc sĩ với những ca khúc mà quý vị yêu mến. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng chào đón họ sẽ xuất hiện trên sân khấu ngày hôm nay. Thưa quý vị, một người nhạc sĩ đầu tiên mà có thể nói là anh là một người mà chuyên viết những bản tình ca rất là sâu lắng và được quý vị yêu mến, rồi rất là thuộc lòng nhiều ca khúc của anh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón trên sân khấu. Xin giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Vẫn phong cách rất là lịch lãm. Anh có thể cho mọi người biết vì sao anh thích mặc vậy không ạ? Vâng ạ, để cho khán giả khi mà xem sân khấu sẽ phân biệt đâu là MC, đâu là nghệ sĩ ạ. Ra là vậy, vâng. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón người tiếp theo. Đây là một nhạc sĩ mà có thể nói là anh không chỉ là viết nhạc hay như viết văn, mà trong từng cái lời của ca khúc anh ấy cũng là cả một câu chuyện. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ nhạc sĩ Hamlet Trường. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng hôm nay chính là sân khấu của thời trang bộ sưu tập xuân hè 2022 nha quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón hai người ca sĩ khách mời. Chúng tôi gọi là hai người tại vì thay vì giới thiệu từng người thì không được, giới thiệu người này thì người kia lẻ loi. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và chào đón trên sân khấu cặp đôi ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Đó, quý vị thấy không? Bước tay nhau ra mà còn khoác tay cảm xúc. Mấy chục năm trên sân khấu vẫn cứ mùi mẫn, vẫn cứ tình cảm như thế này. Đến với chương trình Sắc Màu Thời Gian, The Cover Show, không chỉ là những khách mời của chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến quý vị, đó là sự đồng hành của ban nhạc nhạc sĩ Hoài Sa và nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, cùng với lại bộ ba Nhắm Bè Cadillac. Và xin được cảm ơn các khách mời ngày hôm nay. Cho phép mời các anh chị chúng ta an tọa để chúng tôi có thể bắt đầu cuộc trò chuyện ạ. Xin mời. Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng tôi thấy là đại gia đình của chúng ta ngồi rất là quyền quý, rất là sang trọng. Có lẽ lâu lắm rồi gia đình mới họp mặt đúng không ạ? Với cái format của cái chương trình là Sắc Màu Thời Gian á, thì những ca khúc của mình nó sẽ được làm mới lại. Anh Thuận chắc là cũng sẽ có nhiều cái chia sẻ với cái định dạng với những cái show này đúng không ạ? Xin mời anh ạ. Khi mà Thuận đến với chương trình Sắc Màu Thời Gian, thì khi mà Thuận nghe được là nhạc sĩ Hoài Sa cũng như là nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy làm giám đốc nhạc cho chương trình này, thì Thuận cảm thấy rất là thú vị và háo hức chờ đợi. Bởi vì Thuận rất là tin vào tài năng hòa âm của hai người nhạc sĩ này. Và Thuận biết là những cái đứa con của mình vốn đã được khán giả yêu mến qua những cái bản phối cũ, những cái phiên bản cũ và những cái giọng hát cũ, nó cũng khá là thân thuộc với Thuận và khán giả rồi. Cho nên là khi mà đến đây với cái tâm thế không chỉ là
một cái người khách mời, mà Thuận chỉ xem mình là một cái người đến để xem show ca nhạc thôi. Và Thuận rất là mong để mình sẽ thấy được một cái diện mạo mới về cái đứa con tinh thần của mình. Nó sẽ được may cho một cái lớp áo mới, và cũng như là được những cái người nghệ sĩ trẻ, những ca sĩ trẻ thuộc thế hệ mới bây giờ, họ sẽ đưa một cái hơi thở thời đại vào, để mà cái đứa con của mình nó một cái đứa con 2021 nó như thế nào. Thì Thuận rất là hy vọng cái sự kỳ vọng của Thuận nó sẽ được đền đáp xứng đáng, và khán giả khi mà xem cái chương trình này cũng sẽ có những cái cảm giác giống như Thuận vậy. Vâng, chắc chắn rồi, bởi vì chúng tôi thấy được cái sự háo hức trên cái nụ cười, cái khuôn mặt, cái ánh mắt của anh. Cảm ơn anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại Hamlet Trương. Bạn chờ đợi gì ở phần thể hiện của các ca sĩ trong đêm nay? Hôm nay thì cũng có một cái cảm giác của em rất là giống với anh Thuận, nhưng mà ngoài cái sự háo hức đó, nó còn có một cái sự yên tâm. Tại vì tất cả những người đến từ ekip của mình đều là những kiêu binh của V-pop rồi, cho nên là mình không có phải hồ nghi về một điều gì hết. Mình chỉ đơn thuần là một sự tận hưởng thôi. Đối với em thì một người làm sáng tạo thì sẽ rất là thích được nhìn một cái sự việc với rất nhiều những góc nhìn khác nhau. Và hôm nay em có thể được nhìn những cái bài hát của mình với những cái cách khác nhau. Đó cũng là một trong những điều em rất mong chờ. Cảm ơn em. Ca sĩ Phạm Nguyễn có thể chia sẻ cho chúng tôi biết là nếu như một bản hit của mình mà vang lên trong ngày hôm nay thì Phạm Quỳnh Anh chờ đợi điều gì? Tất cả những cái điều mà Quỳnh Anh muốn nói thì thực sự là cả yếu tố yên tâm lẫn là háo hức chờ đợi, bởi vì những cái tên rất là đình đám trong nghề producer. Yeah. Đúng không? Anh Hoài Sa, bạn Nguyễn Hoàng Duy là những trong những cái người mà Quỳnh Anh cảm thấy rất là tôn trọng, bởi vì thực sự là những cái gì họ làm là họ đều rất là để tâm vô cái chuyện làm. Và họ luôn tạo ra cái sự bất ngờ. Yeah. Quỳnh nghĩ rằng là nếu hôm nay mà được nghe những cái bài hát mà mình đã từng thể hiện trong suốt nhiều năm với một cái chiếc áo mới thì chắc chắn là nó sẽ rất là nhiều những thú vị mà thật sự chưa cần nghe, Quỳnh chỉ cần tưởng tượng thôi đã nổi da gà sẵn rồi đây ạ. Và hy vọng rằng là một người phụ nữ ngồi duy nhất ở ghế khách mời ở đây thì chắc chắn là các anh làm ơn nâng niu em một chút. Tôi thích cái cụm từ mà chưa nghe đã nổi da gà, có nghĩa là một cái người mà cái trí tưởng tượng nó học thật sự rất là phong phú quý vị. Và nghệ sĩ cần có những sự rung động như vậy, cần có những cái sự tưởng tượng như vậy. Cảm ơn Phạm Quỳnh Anh rất nhiều. Thế còn đối với người cuối cùng, người ta bảo last but not least, có nghĩa là cái quan trọng nhất là phải dành cho cái người cuối cùng. Save the best for last. Yeah, save the best for the last, có nghĩa là em dành cái tốt nhất cho anh Ương Hoàng Phúc. Cảm ơn em. Vâng, anh Phúc ơi, bây giờ nó thể nói là thanh xuân của các bạn gắn quá nhiều ca khúc của anh, thậm chí đi vô karaoke chỉ cần đọc số rồi là biết cái ca khúc nào là mình sẽ phải hát rồi. Lời bài hát, nhạc chỉ cần vang lên là chúng em đã có thể hát được lời rồi. Cho nên là có thể nói là những bài của anh nó như đi guốc trong bụng tụi em rồi. Cho nên chắc chắn cái cover của nó sẽ khiến mọi người chờ đợi, đúng không ạ? Ngay cả anh cũng chờ đợi. Thế thì anh cho em một vài cái tiêu chí nào mà anh nghĩ là sẽ thu hút anh nhất khi anh theo dõi show này. Hôm nay anh đến đây với một cái tâm thái giống như là mình sẽ là một người thưởng thức âm nhạc thật sự. Thứ nhất là nó có hai trường hợp. Một trường hợp là Phúc sẽ nghe một cái bài hit này thì chắc chắn nó rất là quen thuộc với Phúc rồi. Phúc sẽ nhớ lại những cái hình ảnh cũ, và Phúc cũng muốn thưởng thức cái phần trình diễn trong cái phần âm nhạc làm mới lại của tất cả các bạn ca sĩ ở thời điểm hiện tại. Chắc chắn nó sẽ mang lại cho Phúc rất là nhiều cảm xúc trên sân khấu này. Vâng, cảm ơn anh. Đại diện của họ nhà trai đã phát biểu rất chi tiết. Như vậy chúng ta sẽ cùng chờ đợi họ nhà gái và họ nhà trai sẽ bất ngờ như thế nào khi nghe những bài hát của mình. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng bước vào không gian âm nhạc. Có lẽ là tôi sẽ không bật mí nhạc sĩ với lại ca khúc, bởi vì tôi muốn quý vị sẽ tự khám phá điều đó. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người ca sĩ đầu tiên. Cô là một cô gái xinh đẹp và giọng hát rất là đầy nội lực. Ngay bây giờ, mời quý vị sẽ cùng chào đón trên sân khấu phần thể hiện của ca sĩ Kiều Oanh. Qua gió tim vô xa, cơn mưa đêm như cả
sao em vẫn không thể quên, em không thể quên được người. Mà vừa hát rất là cảm xúc nữa. Thưa quý vị, có lẽ là quý vị đã nhận ra hai ca khúc được nối trong một cái bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận rồi đúng không ạ? Với phần thể hiện của nữ ca sĩ Kiều Oanh. Trong lúc mà Kiều Oanh đang rất cảm xúc thì tôi thử đố Hamlet Trương hai bài này tên gì? Đây là hai bài rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, Tìm Lại Giấc Mơ và bài Một Lần Cuối Thôi. Chính xác, quá hay, xin chúc mừng bạn. Cảm giác của em như thế nào khi mà em được mình thỏa sức thoải mái, bay bổng
thậm chí là có những đoạn phiêu ra ngoài với cái ca khúc này khi mà em thể hiện luôn. Ngày hôm nay hát được hai bài hát này, em xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt đến anh Thuận và nhờ anh có những bài hát này, những bài hát rất là nổi tiếng và em được dịp để đứng sân khấu để hát lại bài hát này. Cảm ơn anh Thuận rất nhiều ạ. Vâng, cảm ơn em. Cảm ơn anh rất là nhiều, mà nhờ phần trình diễn vừa rồi mà Trương phải công nhận một điều là cái nết anh Thuận anh kỳ nhưng mà nhạc anh hay thiệt. Hay thiệt, đúng. Mà thường vậy đó, cuộc đời nó luôn có những cái sự tréo ngoe bất ngờ lắm Hamlet Trương à. Khổ của anh ha, đúng này mất kia. Đó chính là sự mâu thuẫn của một người nghệ sĩ trong chính con người của họ. Nhưng mà thôi mình đừng nói để bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe chia sẻ của những khách mời. À, hồi nãy anh có một đoạn anh hơi thắc mắc. Hồi nãy có đoạn em lấy tay em chỉ tay, em dĩ ra sao em bảo em yêu anh. Rồi xin hỏi là em yêu anh nào đó ba anh? Anh Thuận, anh chỉ xuống đây hay là chỉ xuống đây? À, chắc là anh đấy, chỉ thẳng có một cái đoạn, nếu quý vị xem lại camera đó, quý vị thấy không? Cái anh, đoạn anh mà chỉ tay xuống là biết cửa rồi. Ai? Em dạ, chắc anh Thuận quá. À. Cái xu hướng bây giờ là chỉ anh nào cũng được, trúng anh nào hay anh đó ạ. Rồi, trúng anh nào hay anh đó. Vâng. Xin mời anh Thuận ạ, nãy giờ anh rất muốn nói thì xin mời anh chia sẻ trước ạ. Có nhiều điều để nói lắm. Bây giờ đầu tiên là anh nói là anh không cần phải cảm ơn anh đâu, cái là anh phải cảm ơn những người như em. Thứ nhất là em vừa hát hay, em vừa xinh đẹp mà em lại còn yêu mến những cái ca khúc của anh, thì chính là những nhờ những cái người như em đã đưa những cái ca khúc anh đến gần hơn với khán giả, và anh phải cảm ơn em mới đúng chứ, đúng không? Thứ hai nữa thì mấy bạn ơi, mình còn trẻ trẻ, mình bớt cái tính gato lại, nó không có tốt đâu nha. Em ha, khang ha, nhớ nha em, bớt cái tính đó lại nha em nha. Ủa, anh xin lỗi anh đây là Hamlet Trương à. Anh không anh ha, tôi lộn Nguyên Khang, xin lỗi Nguyên Khang nha. Nha, rồi. Còn tức cuối cùng á thì khi mà anh nghe cái tiết mục này thì anh chia ra làm hai cái luồng cảm xúc. Cái thứ nhất á là cái phần khi mà em hát cái bài Tìm Lại Giấc Mơ đi. Thì cái bài này trước giờ mọi người đều biết nó là với một cái phiên bản ballad. Ban đầu khi mà anh nghe em hát cái khúc này anh cũng khá là sợ, bởi vì cái khúc này nó là một cái dấu ấn rất là sâu sắc trong lòng khán giả rồi. Tức là anh sợ là không biết một ca sĩ trẻ như em thì sẽ làm như thế nào để mà em vượt qua được cái khung đó. Và rất là may thì anh đã từng nghe là cái phiên bản ballad nè, cái phiên bản tango cũng là do anh Hoài Sa hòa âm. Thì ngày hôm nay anh lần đầu tiên được nghe một cái phiên bản bossa nova, anh đã thấy rõ rất là nhiều những cái sự nỗ lực cho em, cách hát của em ở cái điệp khúc em cũng sửa tiết tấu đi. Đêm dài mình em bật khóc sau lòng vẫn cố kiếm tìm, cái là những cái tiết tấu em cố tình em sửa đi. Thì rõ ràng là ngày hôm nay anh đã thấy một cái phiên bản Tìm Lại Giấc Mơ qua giọng hát của Kiều Anh, một cái phiên bản mới hoàn toàn. Và khi là anh lại nghĩ là nếu mà em trộn hai cái bài lại với nhau thì anh lại nghĩ là tiếp tục nếu như bossa nova tiếp ở cái phần sau thì nó lại là một cái phần gì đó đơn điệu ở phía sau. Mà may quá khi mà mình ngưng ở cái đoạn gian tấu đó là em chuyển lại về ballad, và một cái khung cảnh vừa là màn hình LED vừa pháo sáng của chương trình tổ chức cho em, thì anh lại một lần nữa anh sống trong cái cảm giác của những cái đêm nhạc lớp son, những cái đêm nhạc cực kỳ thành công. Mà khi mà những cái khán giả thích nghe nhạc sống, thích nghe băng nhạc live, thích một cái không gian âm nhạc sang trọng, và ngày hôm nay anh lại được sống cái trong cái không khí một lần nữa ở đây. Anh cảm ơn Sắc Màu Thời Gian, cảm ơn Kiều Anh và băng nhạc đã cho anh sống lại cái cảm giác này một lần nữa. Cảm ơn anh. Wow, như vậy là em đã chạm đến cái trái tim. Và thật ra là cho Quang tiếp lời một xíu, bởi vì thực sự Quang cũng đang ở trong cái dòng chảy này. Cho đến bây giờ mà sau khi nghe xong rồi Quang vẫn còn nổi da gà, Hamlet Trương ngồi bên kế bên thì sẽ thấy là Quang vẫn đang bị sống trong cái không khí âm nhạc vừa nãy. Ở các khúc này, thật sự chị khẳng định một điều là giọng của em đã quá là hay rồi. Nhưng mà thực chất là chúng ta có một cái sự thuận lợi là cái người vẽ ra cái bản phối này đó chính là anh Hoài Sa, ban nhạc Hoài Sa đánh quá hay để mà thực sự là em chỉ giống như là có một cái khung sẵn và mình bước qua đó, mình thăng hoa trong cái những gì mà anh ấy đã vẽ ra. Thì hoàn toàn là Quang cảm thấy được rằng ở cái phiên bản ballad đó anh Thuận, thì anh nghĩ rằng là nghe cái nội dung bài hát, nghe cái lời thì nó là một cái sự da diết, một cái sự trải lòng của người phụ nữ. Nhưng mà ở đây nó có một cái sự dữ dội, một cái sự giống như là một cái sự uất ức ở trong đây để mình giải bày ra bằng cái sự mạnh mẽ của cái bản phối này. Thì thực sự là bản phối quá hay, và Quang phải nói là phải vỗ tay cho cả ban nhạc Hoài Sa, anh Hoài Sa cũng như là Kiều Anh cho cái bé ngày ơi, hôm bé, nay. Bé, anh nói nghe nè. Dạ. Hầu như khách mời nào đến đây chương trình này sau mỗi tiết mục đều khen ban nhạc. Và anh đề nghị em tiết chế lại, em khen quá ban nhạc sẽ kiêu ngạo. Dạ cả. Em hiểu không? Làm không, mình cảm thấy sao hay thì mình phải nói như vậy. Không, không, lần này em hoàn toàn đứng về phía anh Nguyễn Hồng Thuận. Vậy tại vì rõ ràng tập nào chương trình cũng dành rất nhiều lời khen cho nhạc sĩ cũng như là em không biết làm như thế nào để tiết chế cảm xúc của em, mà thực sự đó là những gì em cảm thấy. Nổi cái cụm từ là Phạm Huỳnh Anh nổi da gà là tôi đã hiểu rồi. Nó lặp lại hai lần, lần trước của mình cũng nổi da gà, lần này mình cũng nổi da gà. Mình lấy cho chị cái áo khoác được không? Vâng, chị có vẻ hơi lạnh đúng không ạ? Vâng. À, đã bảo là nâng niu phụ nữ một tí. Vâng,
Em nãy giờ em thấy anh Lương Hoàng Phúc anh vẽ cười mỉm chi rất nhiều, có lẽ là anh cũng thấu hiểu được cái sự giằng xé của Phạm Quỳnh Anh đúng không ạ? Khi mà cô ấy thấy là trong tình yêu có thể sẽ có những cái cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng mà với Kiều Anh thì anh thấy sao? Anh thích cái kiểu mạnh mẽ vậy không? Anh thích phụ nữ vậy không? Anh thì Thôi anh dám nói, vợ ở nhà đang xem. Anh thì anh thấy trong cái phong cách âm nhạc của em, anh rất là thích là em tạo được một cái sự gọi là bùng cháy trong cái giọng hát của em. Lúc những cái lúc mà những cái đoạn phiêu hay là những cái đoạn cao trào, lúc em lắng động lại thì thật sự là nó rất nhiều cảm xúc. Chỉ có trên sân khấu này em được thể hiện với một cái không gian này, với những người nghệ sĩ tài năng đánh cho em hát, và em đã có được những cái cảm xúc đó, và anh cảm nhận được cái điều đó. Và anh thấy là em thể hiện rất là tốt trong hai bài hát vừa qua. Vâng, cảm ơn anh. Thế còn với chàng nhạc sĩ trẻ chưa nhiều va chạm như anh Nguyễn Hồng Thuận, thì khi mà nghe ca khúc này, bạn cảm nhận như thế nào về cái sự thổn thức trong tình yêu mà Kiều Anh mang đến? Trước hết em cần hỏi anh là anh đã làm gì để mà anh Thuận nói anh gato với ảnh vậy anh? Không, ảnh lộn á, ảnh rờ em nhưng mà ảnh nhị đến anh thôi chứ thật ra không có gì hết. Anh đừng cố gắng, anh không thể nào già bằng anh Thuận đâu. Già bằng anh Thuận đâu. Rồi, anh ghi nhận cái sự già của anh. Thế thì em cảm nhận như thế nào về tình yêu mà Kiều Anh đã thể hiện trong các khúc vừa rồi? Mình cảm thấy là bạn giống như một nghệ sĩ xiếc. Một nghệ sĩ xiếc cần hai điều. Thứ nhất là sự chính xác, và cái thứ hai là sự chuẩn bị. Bạn có một cái sự chuẩn bị bài hát này kỹ lắm. Mình tin là bạn đã vỡ cái bài này chắc phải nát luôn rồi. Từng nốt đều rất là chuẩn bị. Và bạn tạo được một cái không gian để cho người khác muốn tham gia vào cái không gian đó để nghe tiếng hát của bạn. Và còn một điều đẳng cấp nữa ở bạn mà mình xin nói, đó chính là thời nay người ta cứ cố chinh phục những cái nốt rất là cao ở trên trời, nhưng thực chất đẳng cấp của một giọng hát đường dài là chinh phục những nốt thấp. Và bạn hát những nốt thấp rất đẹp. Chúc mừng anh. Vâng, cảm ơn nhạc sĩ Hamlet Trương đã chia sẻ những cái nhận xét của mình. Chúc mừng em. Nói chung là mới một phần thể hiện vừa rồi thì em đã làm rất xuất sắc, rất tốt. Vâng, cảm ơn em rất là nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Nào, hoa hậu chuẩn bị chờ đợi nè, đi thẳng vô đẹp nè. Thưa quý vị, trong tình yêu đôi khi chúng ta luôn mong đợi rằng mình sẽ được song hành cùng nhìn về một hướng với người mà chúng ta yêu quý. Nhưng mà định mệnh nó luôn luôn sắp đặt con người theo những ngã khác nhau. Đôi khi yêu nhau đấy, nhưng lại rẽ thành hai hướng khác nhau để rồi nhìn nhau như người xa lạ. Đôi khi đón mình ở sân ga cuối đường lại là một người khác. Để rồi khi mà đứng trong bút điện thoại, nhấc máy gọi thì người bắt máy không phải là người mà mình yêu thương. Hãy cùng chúng tôi đến với tâm sự ấy qua giọng hát nồng nàn của nam ca sĩ Ôn Vĩnh Quang. Cả sẽ thấy anh
đôi lần mình ở trong vị trí nhau, để em thấu những gì đã qua và để người này hiểu nỗi đau người kia. Gió sẽ thay anh là áo em thật phong, nắng sẽ thay anh hồng ấm những con đường. Tất cả sẽ thay anh, tất cả sẽ thay anh, để cùng đi với em. Rất vui được gặp lại em. Thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc rất là cảm xúc. Cuối cùng thì họ đã không gặp lại nhau và cô gái đã bước đi ở một cái sân ga khác để mặc chàng trai nhìn lại với nuối tiếc bơ vơ. Cũng giống như câu chuyện trong MV của ca khúc này thì người con gái ấy đã lặng nhìn người con trai ấy song hành cùng với một người phụ nữ không phải là cô. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chia sẻ của khách mời. Em đố anh Nguyễn Hồng Thuận, đây là bài gì ạ? À? Trước khi mà anh trả lời cái câu hỏi của em á, thì cái này lần đầu tiên anh chia sẻ luôn. Tại vì những cái chuyện riêng á, anh hay giấu trong lòng, không bao giờ anh kể cho ai hết. Nhưng mà ngày hôm nay thì lần đầu tiên khi mà anh nghe Ôn Vĩnh Quang hát ca khúc này, tự nhiên anh muốn kể cho mọi người nghe thôi. Thì cái lần đầu tiên khi mà anh nghe ca khúc này á, là anh nghe trên Đà Lạt. Thì cái ngày đó là anh vừa, nói chung là mình mới vừa quyết định kết thúc một cái cuộc tình rất là lâu năm của mình. Thì buồn quá, lên Đà Lạt ngồi chơi thì ngồi uống cà phê vậy đó. Thì tình cờ anh nghe quán mở cái bài hát này lên. Thì anh ngồi lúc đó anh cũng chưa biết là nhạc sĩ là ai, anh chỉ ngồi anh nghe, anh nghiền ngẫm cái lời. Thì anh rất là thích cái đoạn điệp khúc của cái bài này, và tự nhiên nó vô tình nó trúng với cái hoàn cảnh mà lúc đó, nghĩa là mình ngồi giữa con dốc và mình cố ngăn sẽ không khóc vân vân. Và anh chỉ ước một điều, cái phiên bản ngày đó là Phạm Quỳnh Anh hát là phiên bản nữ, thì nói chung là mình gửi gắm rất là nhiều cái tâm sự mình trong cái bài hát, nhưng mà mình không có dùng được. Mà giá như cái ngày đó mà Ôn Vĩnh Quang đã hát cái bài đó, cái phiên bản này, thì có lẽ là anh sẽ xin cái phiên bản này để mà anh gửi cho cái người đó của mình, để người ta có sẽ hiểu hơn nhiều về cái tâm trạng của mình. Và bây giờ trả lời cái câu hỏi của Khang thì Khang, em xin lỗi, em Khang, trước khi mình trả lời câu hỏi đó. Sao? Thì bây giờ sau khi chương trình phát sóng, anh nhẹ nhàng anh inbox cho cái người đó dù có thể. Bây giờ thì quá trễ rồi, đã mấy năm trôi qua rồi, bây giờ chắc người ta đã yên bề gia thất rồi, mình không nên đụng chạm vào quá khứ nữa em hiểu ha. Nếu như cái ngày đó thì anh sẽ gửi ra khúc này và chỉ nhẹ thôi. Em nghĩ vậy nè anh, đúng là mình không nên phá họ, không nên làm ảnh hưởng đến cuộc đời của họ. Thì anh gửi xong anh block luôn anh, như vậy là cả hai người không gặp nhau nữa. Không, mình quên nhau, họ quên trong cuộc đời luôn ạ. Không em ạ, anh block từ ngày đó rồi. Vâng ạ. Anh còn nhanh hơn em nữa. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ mời anh tiếp tục trong cái mặt cảm xúc đó anh chia sẻ. Nếu như cái ngày đó mà anh có được cái phiên bản giọng nam thì anh sẽ mượn cái bài hát này để thay cái nỗi lòng của mình, anh sẽ gửi cho cái người cũ của mình, chỉ ngắn gọn vài chữ thôi, tất cả sẽ thay anh vậy thôi. Quá, cảm ơn anh. Thế thì nhân đây cũng xin hỏi Phạm Quỳnh Anh, cái bài này thật ra là cô gái đó cũng ngồi ở trên con dốc đúng không, mà cũng kể về cái cuộc đời của mình. Tất cả sẽ thay anh với phiên bản của Ôn Vĩnh Quang này có làm cho bạn nổi da gà không? Thật ra nãy giờ rất là cảm ơn anh Khang và anh Thuận đã trêu nhau để mà Quỳnh Anh có thể lấy lại bình tĩnh lại một chút. Bởi vì thật sự là
Khi nghe bài hát này thì Quỳnh Anh nãy giờ thì không có bị cái cảm giác nổi da gà, nhưng mà Quỳnh Anh bị nghẹn. Khi mà mình ngồi ở vị trí này với tư cách là một người khán giả thì Quỳnh Anh càng hiểu hơn là vì sao mà ca khúc này được yêu mến nhiều như thế. Và thêm một điều nữa là Quỳnh Anh nhớ lại cái khoảng thời gian đó. Rất là trông tranh, rất là khó khăn của Quỳnh Anh. Và gần như là bài hát này đã bên cạnh Quỳnh Anh cái ngày giông bão đó, và chính là Hamlet Trương đã là cái người xuất hiện rất là đúng lúc để mang lại một cái ca khúc mà có thể nói là nó giúp cho Quỳnh Anh có thể gọi là làm lại cuộc đời thì cũng đúng. Bởi vì đây là một bài hát mà ngoài bên cạnh nó là một cái câu chuyện trong ca khúc này, nó rất là sát với tất cả những gì mà Quỳnh Anh trải qua, thì nó là một ca khúc mang một cái ý nghĩa rất lớn. Bởi vì khi Quỳnh Anh có thể chia sẻ là mình lúc đấy mình bắt đầu lại mọi thứ từ 35 tuổi, mình không biết là ngoài cái tình yêu âm nhạc thì mình còn có thể làm gì khác. Thì chính ca khúc này của Hamlet Trương như là một chiếc phao vậy, đã giúp Quỳnh Anh có thể quay trở lại. Và chính ca khúc này cũng khiến cho mình gần với khán giả, để khán giả có thể đồng cảm, có thể hiểu được mình, hiểu được cái dòng máu trong con người mình, hiểu được cái điều mà mình muốn làm ở phía trước. Nó là chính vẫn là âm nhạc mà thôi. Và gần như là ca khúc này đã mang Quỳnh Anh quay trở lại với nghề. Cho nên là ngày hôm nay thông qua chương trình một lần nữa, Quỳnh Anh rất là cảm ơn người em này đã giúp của anh thực hiện lại giấc mơ âm nhạc, cũng như là cảm ơn bạn đã hát để cho của anh có thể có thời gian ngồi đây lắng lại, nhớ về tất cả những cái quãng thời gian khó khăn của mình. Cảm ơn Phạm Quỳnh Anh. Nhưng mà có một câu hỏi tôi muốn hỏi Phạm Quỳnh Anh, là tại vì tôi cũng là một người rất là hâm mộ giọng hát của bạn, cũng nghe rất là nhiều bài hát. Và tôi thấy dường như là, như tôi chia sẻ là mỗi bài hát nó đều có một cái định mệnh của nó, và nó gắn vào cái người ca sĩ khi mà hát cái ca khúc đó. Mình hát những bài như thế, mình tìm được nhiều người đồng cảm. Thậm chí có những người nhạc sĩ chuyên viết nhạc thất tình. Họ viết tìm lại giấc mơ, họ viết về rồi một lần thôi, họ tan vỡ, đau khổ. Cuộc đời của họ cũng bị ảnh hưởng. Dạ. Họ cũng bị đau khổ dằn vặt, đúng không anh Thuận? Dạ, và đến tên, tận bây giờ họ vẫn đang tìm kiếm cái câu Khang chuyện. Ơi, dạ. Anh mới tính xin giơ tay anh kể một câu chuyện hậu trường. Xin mời anh. Dạ. Tại xin sao em lại lôi vào drama vậy? Nghĩa là những cái trang mới về cuộc đời của Phạm Quỳnh Anh sắp tới thì anh không biết có tươi sáng hay không. Nhưng mà nãy ở trong hậu trường á, là có lại đặt bài anh. Anh ơi viết cho em một bài gửi chồng cũ. Gửi chồng cũ. Mới đặt hồi nãy luôn. Giờ em nghĩ coi tươi sáng hay không. Bài gửi chồng cũ. Gửi chồng cũ. Thì thật ra là kiểu anh em mình gặp nhau thì anh Thuận có một bài rất là nổi tiếng là gửi người yêu cũ, đúng không ạ? Vì thuộc em không? Yêu đuối, yeah. Muôn đời em vẫn yêu đuối. Em chia hết đi bằng những gương cười, chẳng để ai nhận ra rằng em yêu đuối. Muôn đời em vẫn yêu đuối. Anh đâu phải em đâu thể hiểu được. Nếu như không mạnh mẽ em biết phải thế nào. Đó. Nhưng thật ra là em đùa rồi, bởi vì anh đã có bài gửi người yêu cũ rồi. Bây giờ anh thử sáng tác cho em một bài gửi chồng cũ. Nhưng mà thật ra em chỉ đùa thôi. Thực sự nếu như bây giờ có muốn gửi chồng cũ, em cũng sẽ gửi tất cả những cái lời tích cực nhất, những cái lời động viên, những cái lời mong rằng là cho một cái gì, điều gì đó rất là tốt đẹp đến với cái người cũ của mình. Chứ không phải hằn học gì. Tôi đâu. Rất thích điều này ở Phạm Quỳnh Anh. Đó là một tư duy rất văn minh, đúng không ạ? Chuyện gì đã kết thúc rồi thì hãy để nó trôi qua đi, và chúng ta đón nhận nhau với những điều tích cực, chứ dạ. Đừng làm nhau đau khổ chính nữa. Xác ạ. Vâng. Dạ. Nhưng mà nãy giờ em thấy anh Ưng Hoàng Phúc nhìn Phạm Quỳnh Anh rất thấu cảm, là người tình trong dạ. âm nhạc. Đây cũng mà là cô ấy, một trong những cô người ấy đau ở bên khổ cạnh em. Với tất cả sẽ thay em với nhiều thứ, thì không biết là anh có an ủi không? Anh có đồng cảm? Anh Phúc và Hamlet Trương chính xác là những người đã ở bên cạnh em cái quãng thời gian đó nên rất hiểu. Có những tuần mà phải mời qua ăn trưa cùng mấy lần để chỉ ngồi nói chuyện với nhau, rồi mình nói với nhau về cuộc đời. Và quen cảm thấy rất trân trọng những người bạn như vậy. Thực sự khi những người bạn mà lúc mà mình khó nhất, mình vất vả nhất, họ bên cạnh mình, thực sự đó là điều rất đáng quý. Phúc thì với ca khúc này, Phúc nghe Phạm Quỳnh Anh hát
khi Phạm Quỳnh Anh bắt đầu quay trở lại. Lần đầu tiên khi mà xem video clip của Quỳnh Anh thì Phúc nói bài này sẽ hit. Hai vợ chồng Phúc luôn ngồi nghe nói, ôi Quỳnh Anh hát được bài này hit nè. Thì rõ ràng là sau đó hit thật, hit gọi là bùng nổ luôn. Thì mình thấy là ông trời ông đã không có phụ lòng Quỳnh Anh với sự cố gắng của bạn ấy. Tiếp theo là cũng rất là may mắn khi mà Hamlet Trương lại đã đồng cảm với những cái cảm xúc của Quỳnh Anh. Phúc nghe, Phúc rất là thích bài này luôn, cứ nghe tới nghe lui bài này rất là nhiều. Và mình nghĩ là hôm nay mình lại được nghe với một cái phiên bản, cái giọng nam. Về phần Phạm Quỳnh Anh, cái bài đó nó đã hit, nó đã hay rồi, mình không không nói nữa. Nhưng mà hôm nay khi mà nghe được một cái phiên bản giọng nam thì lại có một cái điều đặc biệt. Là lúc nãy Phúc có nói với lại Thuận đó là wow, các bạn này có cái ngoại hình như vậy nhưng mà lại có một cái chất giọng nó đặc biệt quá vậy. Nghe rất là thích, nghe rất là thích, rất là tình cảm. Tức là khi em hát cái giọng trầm nhưng mà nó có cái độ, cái hơi nó trép, nghe rất là feel. Và anh cảm nhận được là cái sự da diết nó cũng không thua gì Phạm Quỳnh Anh trong cái bài hát của Phạm Quỳnh Anh hát. Có tâm trạng là khác đúng không em? Cảm ơn hai anh chị. Cho phép em nói ngắn gọn thôi. Sở dĩ vì sao là như vậy? Tại vì bạn này thật ra bạn không phải là ca sĩ. Bạn làm ca sĩ là vì người yêu cũ của bạn. Có nghĩa là người yêu cũ muốn bạn đi tham gia một cuộc thi âm nhạc. Để chi? Để có thể chứng minh được năng lực của mình. Nhưng khi người yêu cũ chưa kịp nghe được bạn ấy bước lên trên sân khấu hát thì người ấy đã ra đi. Và bạn ấy đã thành công cho đến bây giờ bằng cái giọng hát thật sự của mình, và càng ngày hát càng hay, càng cảm xúc. Thì em nghĩ ở đây đâu đó cũng là một cái cách mà mình dành cho cái người mà đã bước qua cuộc đời của mình một cái món quà thay cho cái lời cảm ơn. Thì em thấy rất là hay. Bây giờ thì xin chia sẻ với là Hamlet Trương. Tôi dành cho bạn người cuối cùng, chắc bạn cũng hiểu rồi đúng không ạ? Xin hãy chia sẻ đi ạ. Anh Khang dùng cái từ định mệnh cho bài hát này thì em thấy rất là hợp lý. Tại thật ra đối với Trương thì chưa bao giờ có một cái sự khẳng định, hay là không bao giờ dám tuyên bố là mình cứ viết bài nào thì bài đó nó cũng sẽ hit. Tại vì nó không có công thức để có một bài hit. Đó là hàng triệu những cái mối duyên để nó có thể tạo thành một cái hiệu ứng lớn. Cho nên là không bao giờ có một cái sự tự tin về một cái bài hát nào cả. Nhưng mà có một cái điều tự tin, đó chính là mình hiểu tiếng hát của Quỳnh Anh. Và mình cũng tin là mình hiểu những cái câu chuyện trong cuộc đời của chị. Cho nên là khi mà kết hợp với nhau thì tất cả sẽ thay em nó may mắn trở thành một bài hát được mọi người yêu thích. Và hôm nay bạn tái hiện nó, bạn làm Trương cảm thấy rất là bồi hồi. Cảm giác của Trương nó giống như là một cái giọng hát lo-fi mà giới trẻ họ hay nghe. Thì những cái lời hát nó cứ nhẹ nhẹ và nó vào trong người mình. Thì có nghĩa là một khi thích là sẽ rất là thích. Và sẽ cứ nghe hoài. Thì cái đó là cái cảm giác mà bạn mang đến cho mình. Và về giọng hát thì mọi người đều thấy là quá tuyệt vời. Chúng ta phải luôn tưởng tượng mình có một cái sợi dây hơi ở trong người để hát. Thì cái chân hơi của bạn rất là vững. Và đây là một bài hát mình thật sự rất là tận hưởng để nghe. Cảm ơn Quang. Vâng. Và thật ra thì trước giờ Quỳnh Anh và Hamlet Trương là hai cái người mà gọi là sở hữu ca khúc này. Thì mình cũng không có một cái sự công nhận dành cho bất kỳ một cái phiên bản nào ngoài chị đúng không em? Nhưng mà ngày hôm nay Quỳnh Anh xin công nhận là bạn Quang là một cái người hát bài này Quỳnh Anh rất yêu thích. Một phiên bản nam mà duy nhất trong lòng Quỳnh Anh. Wow, đây là một lời khen cực kỳ xuất sắc luôn nha. Em cảm ơn. Vâng. Như vậy thì có nghĩa là tôi tin rằng khi mà chương trình này phát sóng thì khán giả có thể sẽ bùng nổ và yêu thích cái ca khúc này như đã từng yêu thích với tiếng hát của nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Cảm ơn bạn. Lần nữa xin được chúc mừng Ôn Vĩnh Quang. Cảm ơn em. Quý vị đang cùng quay trở lại với Sắc Màu Thời Gian The Cover Show cùng với 4 khách mời ngày hôm nay. Như vậy là quý vị cũng thấy là hai ca khúc đầu tiên nó mang đến cho quý vị quá nhiều cảm xúc. Có vẻ như là tâm trạng của chúng ta đã được kể ra rất là nhiều rồi. Thôi bây giờ cho phép em Nguyên Khang sẽ thay đổi không khí tí xíu bằng cách là Nguyên Khang sẽ thay vì giới thiệu cái ca khúc đó ca sĩ thì Nguyên Khang sẽ đưa ra một cái đoạn nhạc. Sau đó Nguyên Khang sẽ hỏi khách mời, mà thường Nguyên Khang có xu hướng hỏi những người không biết không à. Cho nên các anh chị lưu ý là nghe kỹ cái đoạn nhạc này của chúng tôi và cho chúng tôi biết đó là bài gì nha. Xin mời. Bữa anh Tấn. Xin anh. Please. Xin anh. Đã xong à? Vâng thưa quý vị. Hồi xưa nếu mà đi thi người ta gọi là cái này game show nốt nhạc vui, có nghĩa là nghe nhạc đoán bài.
và tôi đã nhìn thấy sự hoang mang trên khuôn mặt của hai khách mời, vẫn chưa đoán ra được bài gì. Và người phụ nữ che miệng sẽ là người tôi mời đầu tiên. Xin mời chị. Ác dễ sợ. Nhưng mà em tưởng hôm nay cái mũi tên mà anh tính nhắm vô chính là anh Nguyễn Đồng Thuận mà đâu phải em đâu. Không, tại vì lúc đầu anh tính mời anh Thuận rồi mà anh thấy em che miệng nên nghĩ là... Nhưng mà anh Thuận đã kịp nhắc cho em biết rồi. Rồi, đi thi mà nhắc bài là bị đánh dấu bài đó. Nếu mà sai là anh Thuận sai chứ không phải là em nha. Anh Thuận vậy không được. Thưa quý vị, xin phép không hỏi Phạm Quỳnh Anh nữa. Xin được mời anh Ưng Hoàng Phúc, mời anh. Thôi Phạm Quỳnh Anh trả lời luôn đi. Để biết bài rồi. Thôi để em cứu anh của em. Đây có phải là bài xin anh của... Tôi xin phép chị là đưa ra đáp án là chốt. Tôi chốt có đáp án. Dạ, chị chốt. Không hỏi lại. Chị không hỏi là MC của chương trình ạ. Vâng ạ. Bài của anh sáng tác đúng không ạ? Vâng ạ. Dạ bài xin anh. Chị chắc chưa ạ? Dạ chắc ạ. Để biết được là sau khi hỏi bài giám thị phòng thi cùng với là giáo viên ra đề thì liệu rằng cô gái của chúng ta có đưa ra đáp án chính xác hay không? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người sẽ thể hiện ca khúc này ngay sau đây. Mời quý vị cùng đến với phần thể hiện của ca sĩ Bích Trâm. Sáng em trong chuỗi ngày dài,
Xin chúc mừng Bích Trâm. Wow, cao quá. Ý hậu ấy mình đứng dậy mình nói chuyện nó hơi bị mỏi cổ đúng không? Để Nguyên Khang làm phép thuật hô biên. Wow. Ủa, sao em biến nhanh vậy? Hồi nãy cao tút trên kia xuống như này. Anh Sa anh dìu em xuống. Anh Sa dìu em xuống. Anh Sa anh vô chỗ ngồi đi, anh làm gì anh đứng vậy? Anh dìu cổ xong rồi là anh có quyền về chỗ ngồi được rồi. Vâng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa đến với một cái ca khúc mà có lẽ là quý vị cũng đoán đúng rồi. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, ca khúc Xin Anh. Chắc là quý vị ai cũng đã biết rồi đúng không ạ? Thế thì cho em hỏi một chút cảm xúc của anh đi, của anh trước đi, của anh trước đi. Em ít khi nào em thấy anh hăm hở vậy lắm. Dạ, xin anh chia sẻ đôi điều ạ. Nguyên Khang ơi, biết sao không? Anh phải dành nói trước là bởi vì anh rất là ấn tượng với lại bạn này. Hình thể một cô gái rất là mảnh khảnh, nhẹ nhàng trên cái gương mặt xinh xinh. Nhưng mà có một cái chất giọng quá hay, gọi là quá nội lực. Khi mà cô ấy hát những cái câu đầu đó, bắt đầu mình quay qua Nguyễn Thuận, mình chia sẻ Thuận. Thuận ơi, bạn này hát từng chữ và từng câu, nó chắc và nó dày, nghe nó sướng thật. Nhưng mà khi lúc càng về sau á, em càng đẩy cao trào cái bài hát lên và em kết thành một cái câu rất là ngọt. Và anh nghĩ là anh muốn nói cái điều này là em hát quá hay. Anh lần đầu tiên anh nghe cái giọng của em, và anh cũng chưa từng nghe bài này giọng nam đâu, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh nghe giọng nữ hát bài này, nhưng mà em thể hiện bài này quá xuất sắc. Anh phải dành lời khen trước đó là như vậy. Cảm ơn anh. Wow. Quen thưa quý vị. Thấy đó, anh mình hôm nay khác ha. Khác hẳn luôn. Em quen nhiều năm lắm mà chưa bao giờ em thấy anh ấy hưng phấn như vậy ạ. Vâng, cảm ơn anh. Còn với Phạm Quỳnh Anh, bạn ấn tượng từ những câu đầu tiên và đó là cái sự cảm nhận của tất cả mọi người ở đây. Trâm đã rất là tinh tế từ đầu và dẫn người khác vô cái câu chuyện của Trâm thì phải lắng nghe từ đầu. Về phần lời ấy, thì từ trước đến giờ thì của anh cảm thấy được rằng là tất cả những cái sáng tác của anh Thuận, không chỉ riêng bài này đâu, nó luôn có một cái, của anh phải cảm nhận rằng là anh ấy luôn có một cái sự quan sát và rất là tâm lý với phụ nữ để hiểu được rằng là cái nỗi buồn của người phụ nữ khi mà giải bày ra thì nó như thế nào. Và thực sự từng câu từng chữ khi mà anh viết thì nó chúng tim đen của rất nhiều cô gái. Bé, anh nói nghe, anh biết là em đang khen anh, nhưng mà sẽ có một số kẻ, hiểu không, không thích anh. Dựa trên cái ý đó sẽ xuyên tạc, hiểu không? Hỏi anh tại sao đàn ông mà anh rành tâm lý phụ nữ quá vậy? Anh bảo đảm luôn. Nào, MC, xin mời. Thưa quý vị, tôi đang suy nghĩ những điều tốt đẹp về cho anh Thuận. Tại vì tôi hiểu quý vị vỗ tay vì sao. Thưa quý vị, thật ra là chơi với anh Thuận nhiều năm thì tôi biết là anh Thuận là một người không chỉ am hiểu về phụ nữ mà anh còn chuẩn bị xuất bản một cuốn sách viết về phụ nữ luôn thưa quý vị. Một lần nữa xin được chúc mừng Bích Trâm. Cảm ơn em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca sĩ tiếp theo. Nhưng mà lần này thì tôi thấy hình như cái đề hồi nãy nó dễ quá. Nó dễ quá cho nên bây giờ tôi sẽ đưa ra một cái thông tin nữa. Mời các khách mời cùng theo dõi một hình ảnh này và hãy đoán cho chúng tôi biết đây là tên ca khúc nào. Nó hình theo kiểu đuổi hình bắt chữ ạ. Chúng tôi xin được mời anh Lương Hoàng Phúc. Chuyện ba người á. Người ấy và anh em chọn ai? Với hình ảnh vừa rồi anh đoán đây là ca khúc gì ạ? Thì anh thấy có ba người đó, xong rồi anh nghe ban nhạc nói là chuyện ba người. Nhưng mà anh thấy cái này giống như là chắc là cộng khoảng ba người đấy. Đang ganh tị với tình yêu, một cái tình yêu, một cái cặp đôi. Họ đang yêu nhau, họ đang nở trái tim lên mà có một người đứng phía sau lưng nhìn. Giống như người đứng sau người mà không hạnh phúc người... vậy đó. Ôi! Có vẻ quen quen anh à. Người đứng sau mà không hạnh phúc. Người đứng sau không hạnh phúc. Vậy bài này hợp tên gì lý, anh? Hợp lý. Người bài đứng này tên sau gì? Hạnh phúc. Người đứng sau hạnh phúc đúng không ạ? Tôi chưa biết cái đáp án đó có đúng hay không, nhưng mà tôi thấy là có vẻ những sự phân tích nó cũng gần gần với đáp án của chúng ta rồi. Mời quý vị ngay sau đây sẽ cùng đến với ca khúc này với phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Tâm.
Tình yêu đó anh chỉ vừa đi tới, thì anh biết anh sẽ khổ đau rất nhiều. Mà tại sao anh không thể ngăn níu con tim nào đã rất buồn. Lòng tự trách anh chỉ là người đứng sau, cười lặng lẽ sau lưng hạnh phúc của người. Dù tay anh cũng đã được cầm tay, cùng ngọt ngào chia gót. Lòng anh xa lắm, câu nói trên môi ai quá ngọt ngào. Vì anh vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm. Vậy mà anh tin, ngốc nghếch anh luôn tin vào tình yêu. Một lối ra từ nơi u tối rời vòng tay anh, em vẫn có nơi để quay trở về. Còn rời xa em, anh biết đi đâu cho vơi nỗi đau. Người ta hay anh mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có em trong đời. Chúc mừng em với ca khúc Người đứng sau hạnh phúc, một sáng tác của ca nhạc sĩ Hamlet Trương, một ca khúc mà có thể nói là đã gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Bây giờ thì chúng tôi xin mời anh Ưng Hoàng Phúc ạ. Vâng. Tâm trẻ đẹp trai. Dạ, ok, cảm ơn anh. Bài này là một bài mà anh cũng đã từng cover, từng hát với lại Phạm Quỳnh Anh rồi và anh rất là thích. Và hôm nay anh nghe cái phiên bản của em thật sự là rất là trẻ trung và cũng rất là tình cảm và rất là da diết, và anh thích cái phần thể hiện bài hát này của em. Cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh Phúc rất nhiều. Không có tình duyên để va bắp luôn ấy. Biết là bài này Hamlet Trương sáng tác vào năm khoảng cỡ 19 tuổi thì mọi người còn hết hồn nữa. Tôi không ngạc nhiên bởi vì Hamlet Trương là người viết sách, và cái suy nghĩ của bạn ấy nó luôn luôn nó đi trước rất là nhiều về cái cảm xúc. Nhưng mà tôi muốn một người mà có thể gọi là
có nhiều câu chuyện để chia sẻ mời anh. Vâng ạ, cuộc đời anh cái gì cũng muộn em à. Nếu như nhạc sĩ khác 19 tuổi người ta viết sách đúng không, người ta viết nhạc, năm anh 19 tuổi anh chưa dậy thì, có nghĩa là anh dậy thì rất trễ, cuộc đời anh cái gì nó cũng trễ. Anh xin lỗi cho em hỏi cái khái niệm dậy thì của anh là như thế nào? Có nghĩa là anh chưa biết yêu hay là như thế nào? Năm 19 tuổi thì anh vẫn còn thích đá banh, thích đi bơi. Và anh chưa một, đúng, anh chưa một cái khái niệm gì về tình yêu. À, như vậy là người ta nên dùng cái cụm từ là chưa biết yêu hoặc chưa chạm ngõ hoặc tình yêu. Khi đó là anh chỉ mới vỡ giọng thôi, có nghĩa là cái hình chụp cái năm cuối lớp 12, mọi người biết là cuối năm lớp 12 nó có những cái hình giống như là chụp kỷ niệm lớp đúng không? Thì anh chụp, anh là cái người nam nhỏ nhất trong lớp. Và sau khi mà hợp lớp 2-3 năm sau á, khi mà lên đại học hợp lớp trở lại thì anh là trở thành cái người cao nhất trong lớp đó. Thì có nghĩa là anh thật sự là anh dậy thì rất là trễ. Và bây giờ ngồi đây bây giờ anh mới chợt nghĩ là thật ra cuộc đời anh cái gì nó cũng trễ cả. 19 tuổi còn trong sáng vậy thì cái độ tuổi mà anh bắt đầu nhúng chàm là lúc nào ạ? Anh nhúng chàm năm 29 tuổi lận em à. Quá trễ. Vâng. Tuy nhiên chúng tôi vẫn mong người nhạc sĩ quá trễ này chia sẻ suy nghĩ của mình, cảm xúc ầm ầm. Về cái tiết mục này thì anh bị cuốn vào cái giai điệu của bài hát, anh cứ ngồi anh cứ miên man, anh ngồi anh nghĩ, anh nói chà, một người nhạc sĩ viết một cái giai điệu nó cứ bền bồng như vậy, một cái lời, cái cách đặt lời rất là hay của anh đó Trương, thấy không? Đó, anh khen bài hát của em đó Trương à. Sao hôm nay mình thấy toàn mùi củi lửa không? Ngồi đây thật sự. Có nghĩa là anh ngồi anh cứ miên man, anh nói à, cái giai điệu, cái cách hành văn rất là hay, hiểu không? Cái kiểu nếu mà anh viết nhạc thì anh sẽ dùng cái lời, anh đặt cái nội dung nó kiểu khác. Mà anh ngồi anh cứ bị cuốn theo giai điệu thì cái đó là cái sự thành công của người ca sĩ. Vâng, cảm ơn anh. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe hai người mà rất là liên quan tới bài này. Xin mời nhạc sĩ Hai Bé Trương. Bạn có nhớ cái bài này bạn sáng tác trong cái câu chuyện như thế nào không? Trương chỉ nhớ là bài hát này nó nằm trong một cái thời điểm mà WePro rất muốn có nhiều sản phẩm trong cùng một thời gian, đúng không chị? Thì cái việc sản xuất nó diễn ra liên tục và mình cũng phải làm rất là nhiều. Thì mình sáng tác bài hát này trong thời điểm đó. Và sau đó không ngờ là em thấy sức sống của nó cũng phát cả thập kỷ hơn. Để mà nói như thế thì cho thấy được rằng là Hamlet Trương là một người quan sát và tưởng tượng rất là phong phú. Bởi vì đôi khi không phải là câu chuyện của chính mình, bạn có thể nhìn xung quanh và bạn có thể nắm bắt rất là nhanh những cái câu chuyện của người khác để mà mang vô cái sản phẩm của mình. Quý anh chỉ nhớ lại rằng là lúc mà quý anh hát bài này và quay cái video cho bài hát này thì khi đó quý anh đang mang bầu Tuệ Lâm. Và ngồi ở ngoài đồng cỏ, quý anh nhớ là ở đồng cỏ và trên một cái chiếc bàn mang bầu rất là nghén và trời thì rất là nắng, quay cả ngày luôn. Cho nên là khi mà nhớ lại thì quý anh lại ở cái tâm thế là một người lắng nghe lại các khúc này và nhớ lại những cái kỷ niệm về cái quãng thời gian mình thực hiện cái bài hát này, nó cũng rất là vất vả. Và bù lại sau này thì thực sự là cả Quý Anh và cả Hamlet Trương đều không nghĩ rằng là ca khúc này có một cái sức sống dài lâu đến như vậy. Quý Anh cảm ơn Trương đã luôn cho Quỳnh Anh những cái sự ưu ái, bởi vì tất cả những cái sản phẩm mà Quý Anh hát của Trương ấy đều được khán giả yêu mến cho đến tận bây giờ vẫn còn tiếp tục sống tiếp. Vâng, có lẽ là bởi vì Hamlet Trương quá hiểu về cuộc đời cũng như là về cái giọng hát của Phạm Quỳnh Anh, cho nên là bạn ấy đã sáng tác ra những ca khúc nó vừa vặn, nó đo ni đóng giày cho cái giọng hát của Phạm Quỳnh Anh, đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn ba vị khách mời của chúng ta. Cảm ơn Hoàng Tâm rất nhiều. Xin cảm ơn em. Cảm ơn anh chị ạ.